Trước tiên là mình cần bột mì on purpose flour. Nếu anh chị em và các bạn ở Đức thì sử dụng 405, ở Pháp thì 45 và ở Úc là flan flour. Mình sẽ cân vào đây là 50 gram. Tiếp theo là 55 gram tinh bột bắp. Ở đây là 105 gram bột. Nếu như lò của anh chị em và các bạn nó lâu nóng đó thì bây giờ mình mở cái lò lên. Mình sẽ rây bột ra tô. Cho qua một bên. Tiếp theo mình sẽ vắt vào đây 3 tablespoon cam. Nếu như mà mình không thích cam thì mình cũng có thể cho sữa. Khoảng là 45 ml đó. Tiếp theo mình sẽ cân vào đây 20 g đường bột hay là đường powder sugar nè, tức là cái đường nhuyễn thật là nhuyễn đó. 20 g. Tiếp theo là 30 ml dầu ăn. 30 ml dầu ăn thì nó khoảng 2 tablespoon. Mỗi cái tablespoon nó là 15 ml đó. Cái này nó khoảng 26 g. Và mình cần có đường bột để mình đánh cái lòng trắng trứng. Mình cân vào 75 g. Nếu như mà mình ăn ngọt hơn cũng có thể cho nhiều hơn. Cũng có thể cho 70 g luôn. Cái phần đường này để chút mình đánh lòng trắng trứng. Còn cái phần đường 20 g để mình đánh lòng đỏ nha. Sau khi cân nguyên liệu xong, bước tiếp theo mình chuẩn bị khuôn. Khuôn mình sẽ lót một cái giấy nướng bánh bên dưới để chút nữa mình lấy bánh ra cho dễ đó. Dụng cụ làm bánh gồm có một máy đánh trứng. Trong cái làm bánh này thì có một số bạn làm bánh không nổi là do giả sử như cái chậu này nó chỉ cần một giọt dầu hay là một giọt nước thì là mình đánh nó không nổi. Do đó cái chậu này là cái chậu phải thật là sạch. Thật là sạch tức là không nước, không dầu hay là bất cứ cái gì. Còn cái đây màu cam là mình khuyên để đánh cái lòng đỏ. Hôm nay mình sẽ sử dụng 4 cái trứng gà. Mỗi cái trứng cả vỏ mình cân được là 68 gram. Từ 66 giờ đến 68 gram. Và bây giờ mình sẽ tách ra làm hai, tức là lòng đỏ và lòng trắng để riêng. Lưu ý là mình không được để cho cái vỏ trứng gà rớt vô hay là bất cứ cái gì rớt vô, nếu nó dơ là mình đánh nó không có nổi đó. Tách lòng trắng một bên và lòng đỏ một bên nha. Cẩn thận, mình tách không có để cho lòng đỏ rơi vào lòng trắng. Cho ra đây. Đầu tiên mình sẽ đánh lòng đỏ trước. Cho phần đường bột vào 20 g và mình đánh đều. Mình đánh khi mình nhìn mình thấy nó trắng luôn nè. Như vậy nè, thì cái bánh mình làm nó không có tanh. 30 ml dầu. Ml nước cam. Khi mình cho nước cam vô cái là mình đánh nhanh là xong rồi đó. Cái phần lòng đỏ này mình đã đánh xong. Bây giờ mình sẽ đi rửa cái que đánh trứng này. Nhớ là phải lau thật khô cái que đánh trứng, phải thật khô, không được có nước, không được có bất cứ cái gì dơ vào đây hết. Bây giờ mình sẽ đánh cái này, mình đánh cho nó nổi cái bọt lên to, thật là to, rồi bắt đầu mình cho muối. Bọt nổi to. Bây giờ mình sẽ cho vào đây một nhúm muối. Mình chụm ba ngón tay lại mình cho một nhúm muối. Mình sẽ đánh nè. Nhìn vào mình thấy nó mất hết những cái bong bóng to rồi. Bây giờ mình sẽ cho một muỗng cà phê chanh vào. Và mình tiếp tục đánh cái này. Đánh cho nó nổi trắng lên. Và đến khi mình nhìn mình thấy nó cái bọt nhỏ nhỏ thì mình dừng lại để cho đường. Lưu ý là khi mình đánh để cho dễ bông mình nghiêng chậu và mình đánh nè.
mình nên nghiêng chậu và mình đánh ở cái tốc độ cao nhất. Khi mình nhìn mình thấy nó, cái bọt nó nhảy chút xíu à. Lượng đường bột mình cho từ từ vào nha. Lần lượt mình sẽ cho cái lượng đường bột lúc nãy còn lại 70g cho vào trong đây và mình đánh. Tay trái mình xoay chậu và tay phải mình xoay ngược lại. Mình thuận tay nào thì mình xoay tay đó. Miễn sao là cái que đánh trứng mình chỉ đi một chiều thôi. Và lượng đường cho từ từ vào. Lưu ý là khi mà mình đánh xong mình nhấc lên, mình thấy nó đứng luôn, nó không có cong nữa đó, thì là được. Bây giờ nó đứng nè, nó đứng luôn nè, mình đẩy mạnh nó mới rớt. Và khi mình úp xuống như vậy nè, mình úp luôn, nó cũng không rớt nữa, thì là đạt rồi. Nè mình khuyên úp nè, nó không có rớt đó, như vậy là đạt rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ cho cái lòng đỏ này vô và mình đánh chung lại với nhau. Sẽ đẩy xuống nhỏ. Lưu ý là khi mình cho cái lòng đỏ vô rồi thì mình đánh nhẹ đây. Và đến giai đoạn sau khi mình đánh lòng trắng, lòng đỏ rồi, mình phải thao tác thật nhanh. Thì nếu như mà mình làm chậm quá thì cái bọt này nó vỡ. Thì sau khi nó vỡ rồi thì mình làm nó không có nổi nữa. Do đó mình lưu ý, mình khuyên đánh nhẹ một chút nữa để cho nó đều nha, hai cái này. Mình nhấc lên nè, mình thấy nó đứng nè, nó không có rớt á, thì là đạt rồi. Mình khuyên nói kỹ cái này bởi vì có một số bạn làm bánh không có nổi. Bây giờ cái phần bột này nè, mình sẽ rây từ từ vô. Lúc nãy mình đã rây một lần nhưng mà bây giờ tốt nhất là mình sẽ rây từ từ. Từ từ nha, có nghĩa là một chút xíu. Xong rồi, mình trộn nhẹ từ dưới lên trên. Cái này người ta gọi là phôi bột á, tức là gì nè, đó, làm như thế này tránh vỡ bọt khí. Mình sẽ mở lò 150 độ và lửa trên và lửa dưới. Tiếp theo là rây bột vô. Sau khi mà mình rây bột xong là mình phải đi nướng liền, do đó lò của mình cần phải mở trước. Mình để lâu quá là cái bọt khí nó vỡ ra là không có còn bông bóng ở trong nữa, thì nó không còn là bông lan nữa. Từ dưới lên trên dứt khoát đều. Nếu như mà mình trộn bột không đều một chút nữa, cái bánh nó sẽ bị chỗ trắng chỗ không. Đều vô một chút. Rồi tiếp tục. Video này sẽ thật dài bởi vì một số bạn muốn mình khuyên làm dài để biết cái thời gian trộn bột cũng như là thời gian làm bánh như thế nào đó. Nếu anh chị em và các bạn nào mình không thích coi thì mình có thể không coi, mình bỏ qua nha. Tiếp tục rây vào. Nhớ lưu ý là từ từ, đừng cho nhiều, bởi vì mình cho nhiều là nó không có trộn đều lại được đó. Từ dưới lên trên và dứt khoát một đường, một vòng đó. Hãy cho tiếp. Từ dưới lên trên. Và cuối cùng thì mình cho hết luôn. Thank you.
như vậy là được rồi. Mình đừng trộn nhiều quá, nó bể cái bong bóng hết. Rất là bông luôn. Rồi tiếp theo mình khuyên sẽ cho một khuôn đây. Và mình đưa cao lên, đưa cái thao bột cao lên và mình chế xuống. Cái khuôn của mình khuyên đang cho vô là 26cm đường kính. Và lò bây giờ cũng đạt được 150 độ C luôn. Nên chị em và các bạn ở Mỹ, mình không biết bao nhiêu độ F á, mình sẽ vào trong Google, mình tìm độ C và độ F thì mình cho số vô thì mình sẽ biết nha. Bởi vì mình khuyên không có sử dụng độ F thường vậy đó. Ngay lúc này là mình khuyên đang ở bếp, không có coi được là bao nhiêu độ F hết. Và mình khuyên sẽ ghi ở trong phần công thức cái độ F sau khi mình khuyên lên trên nhà nha. Mình vét sạch để mình lấy hết. Sau đó thì mình sẽ làm cái cây nè, mình quậy đều cho nó đều ra, để những cái bọt khí mà to to nó bể ra, dàn đều xung quanh. Bây giờ mình nhìn vào trong khuôn, mình thấy nó lên được là 2/3 khuôn bánh. Bánh bông lan thật ra thì không khó làm lắm nếu như mình chú ý làm giống như mình khuyên chia sẻ nè, thì mình thành công ngay lần đầu tiên luôn. Tiếp theo sau mình sẽ để một cái khăn xuống dưới đây. Mình cho khuôn bánh lên nè. Và mình đập mạnh nha. Mình giơ cao rồi mình thả xuống. Mình đừng có sợ là nó văng. Bởi vì nó không văng. Khi mình đập thì những cái bọt bong bóng nè, từ dưới nó nổ lên, thì một chút nữa nó mới đều. Rồi như vậy là được rồi. Mình sẽ cho vào trong lò nướng luôn nha. Bây giờ mình khuyên sẽ cho vào trong lò nướng 150 độ C. Ở đây là 150 độ C nè. Thời gian nướng là 50 phút. Tùy thuộc vào nhiệt độ của mỗi lò có chính xác hay không. Lò mình khuyên thì mình khuyên nướng 50 phút. Hoặc là mình cũng có thể kiểm tra đến khi nào mà cái bánh này nó chín vàng lên. Và trong suốt quá trình nướng bánh không được mở lò. Nếu mà anh chị em và các bạn mở lò thì lập tức nhiệt thay đổi giữa bên trong lò và bên ngoài, làm cho bánh xẹp. Do đó lưu ý không được mở cửa lò trong suốt quá trình nướng. Và bây giờ thì cái khay nằm trong giữa, chính giữa của cái lò luôn. Sau 10 phút nướng thì nhìn vào lò mình sẽ thấy bánh nó nổi lên, nó gần đầy cái khuôn luôn. Thì mình nhìn vào xung quanh thành khuôn, mình sẽ thấy nó bắt đầu nó róc róc ra, có nghĩa là nó muốn tróc ra đó, thì là bánh chín, mình khỏi cần kiểm tra. Còn giả sử như anh chị em và các bạn muốn kiểm tra thì cũng có thể xăm cái cây tăm vô mình kiểm tra. Và bây giờ thì hết thời gian rồi, mình khuyên lấy bánh ra nha, tới thui luôn. Anh chị em và các bạn lưu ý khi mà mình lấy bánh ra thì mình nhớ úp xuống luôn. Mình úp xuống để cho bánh không bị khô. Sau khi mình sờ vào khuôn, mình thấy khuôn nguội, hơi nguội, tức là nó vẫn còn ấm ấm mà mình sờ vào được đó, thì mình sẽ lật lại để mình lấy bánh ra. Lưu
chú ý là nếu như mà mình lấy bánh sai cách thì bánh cũng dễ bị xẹp. Dùng dao mình đi một cái đường xung quanh thành bánh. Và sau đó thì mình sẽ lấy bánh ra nè, bằng cách là mở khuôn. Đây là cái khuôn spring foam, tức là cái khuôn này. Bây giờ mình sẽ để cho bánh nguội bằng cách úp xuống nha, lật qua. Và mình lấy cái khuôn ra, nhẹ nhàng gỡ ra. Mình không để trong khuôn, bởi vì nếu như mình để trong khuôn là cái này nó bị hấp hơi đó. Bây giờ mình sẽ gỡ cái này ra, cái giấy nướng bánh gỡ ra. Và mình sẽ chờ cho bánh ở đây thật là nguội thì mình mới lấy ra khỏi cái rắc này, tức là cái đơ vỉ đó bên dưới đó. Bây giờ bánh đã nguội rồi thì mình sẽ lấy ra khỏi khuôn nha. Mình có thể cho vào một cái dĩa hay là một cái gì đó cũng được. Mình quên lấy ra khỏi khuôn. Cẩn thận, nó có thể dính làm cho hư cái mặt bánh của mình. Rồi, xong rồi. Bánh bông lan nổi phồng lên luôn, rất là ngon. Và nó phẳng mặt như thế này, nó không có bị xẹp. Mình phải chờ cho thật là nguội thì mình mới cắt ra được. Bây giờ bánh đã nguội rồi. Anh chị em và các bạn nhìn thấy không? Bánh rất là ngon. Nó như thế này, nó không có bị nhăn hay là nó không có bị lõm mặt, cũng như không bị phồng mặt. Và bây giờ mình khuyên cắt bánh ra nha. À, đẩy bánh lên đây. Đây, bánh nó bông như thế này. Bông lên, bông xốp lên như thế này nè. Rất là ngon luôn đó. Mình cắt thêm một miếng nữa. Đây được gọi là bánh bông lan. Bởi vì nó bông xốp lên. Thành bánh nè, nó phẳng như thế này và mặt bánh thì mịn. Hiện tại là cái bánh này nó cũng đang còn hơi ấm ấm đó, nếu như mà mình để khô thì nó còn mịn hơn nữa. Rất là bông xốp luôn. Khuyên vừa hoàn thành xong. Và nếu như chị em và các bạn nhìn thấy thích bánh này thì mình có thể vào bếp và cùng làm nha. Mình khuyên chúc anh chị em và các bạn thành công và làm ra ngon và ăn ngon. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video kỳ tới.